là thì thôi mới bắt đầu. Tao xin thôi. Mày chăm chỗ rồi. Bắt đầu tập trung đây cái chuyện rồi. Anh cay em bước dài. Ê, thằng Tuấn đang giữ cuộc đi. Vâng. Anh nói rồi. Tuấn đi. Từ lâu rồi là thằng Tuấn đang say rồi. Vậy. Mày nói. Đừng vịt lồi ra. Anh đi về được nha. Em. Con vịt lồi. Em tỉnh tỉnh được gói sáu nha. Dũng sĩ diệt môn. Dũng sĩ. Thôi đi anh, thôi đi anh. Ta ngủ nhiều em không? Em còn cả các lá ở đây mà. Đéo mà uống vô bác em. Đi mày mấy thằng phê nhìn hay vậy. Đi tục đi. Em mình mới đủ đi. Lộn được không? Ông mày nói gì bên đâu vậy? Cái gọi hỏi thằng ông mày nói gì bên đi. Ê, em nói ê, thôi ông là uống nhất. Thế luôn, mày uống có mày gốc cái lá. Lộn tốn tao thì mày mày uống ánh sáng lộn cho anh luôn. Em uống sáng này luôn. Lộn đi mẹ, đi ngồi xuống chỗ mày. Lộn đi ngủ đi. Tao vẫn lộn đi mẹ uống nhất đó. Mày chứ được rồi. Lộn chi chê. Lộn. Lộn mà lộn. Lộn. Mẹ lên 11 giờ rồi. Em ạ, mẹ đang con một việc đấy.